Chúng tôi xin giới thiệu mặt nạ chuyên dụng cho phun thuốc bảo vệ thực vật MV5BH. Mặt nạ chuyên dụng MV5BH dùng để bảo vệ cơ quan hô hấp, mắt, da mặt để tránh các tác hại của chất độc, bụi phóng xạ và các tác nhân sinh học. Đối tượng sử dụng: dùng cho bộ đội hóa học, dùng cho phòng thủ dân sự khi có chiến tranh hóa học sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt, dùng cho nông dân khi phun xịt thuốc bảo vệ thực vật. Mặt nạ MV5BH đã được sử dụng trong quân đội từ rất lâu và được đánh giá cao về chất lượng. Với cấu tạo gồm mặt trùm và hộp lọc khí có tác dụng cách ly cơ quan hô hấp với môi trường xung quanh, đẩy hỗn hợp khí thở ra ngoài, dẫn hỗn hợp khí đã được lọc sạch ở hộp lọc đến cơ quan hô hấp. Mặt trùm là bằng cao su chuyên dụng màu đen, phần phía trước có một hộp kính rộng, hộp van hít vào sơ cấp, phía dưới có hộp van thở. Bên trong mặt trùm có bán mặt trùm với hai hộp van hít thứ cấp để giảm khoảng không độc hại và làm mờ mắt kính. Hộp lọc H5, hộp lọc dùng để lọc không khí nhiễm độc, nhiễm xạ, nhiễm trùng thành không khí sạch cho người đeo hít thở. Hộp lọc vỏ bằng nhựa chuyên dụng, bên trong có hai lớp: lớp lọc khí độc, bụi phóng xạ, bụi tác nhân sinh học; lớp than tẩm xúc tác để hấp thu hơi chất độc. Củ lọc có gen để liên kết trực tiếp với mặt trùm. Phía đáy dưới có cửa hút không khí vào. Hướng dẫn sử dụng: 1. Chuẩn bị mặt nạ. Lấy mặt nạ ra khỏi túi, kiểm tra đồng bộ, điều chỉnh dây đeo cố định trên đỉnh đầu sao cho phù hợp với khuôn mặt. Nới lỏng 4 dây đeo còn lại. Lấy hộp lọc, mở nắp hộp lọc, cất nắp đậy vào vị trí quy định để bảo quản hộp lọc khi không sử dụng. Cầm thân hộp lọc xoáy gen hết cỡ vào mặt trùm. 2. Đeo mặt nạ. Động tác đeo giống nhau, không phụ thuộc vào hộp lọc cụ thể. Bước 1. Bỏ mũ, lồng hai tay vào phía bên trong quai đeo căng hết cỡ, hướng mặt nạ ra phía trước thẳng mặt. Bước 2.